咱们奶奶。<laughs> <laughs> <laughs> Công an đã hy sinh về dân, vì nước, đã cứu đồng bào, tổ dân phố 5 ngàn Chúng tôi rất là cảm ơn. Đảm cảm ơn mọi người đã không Cảm ơn mọi người Cố lên Cảm ơn bão lũ dần được kiểm soát nhưng nhiều nhà dân vẫn chìm trong biển nước ngập lụt. Hình ảnh các đoàn từ thiện lội nước, ngồi thuyền, bơi giữa dòng nước vào những ngõ nhỏ khó tiếp cận để tiếp tế từng phần quà cho người dân đang bị cô lập, khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào. Người dân hòa khóc khi nhận được quà cứu trợ bão lũ. Có thể nói, một số người dân miền Bắc đang gánh chịu vô vàn khó khăn do cơn bão số 3 gây ra, không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những đau thương mất mát của đồng bào ta hiểu được nỗi niềm này sau khi tình hình khắc nghiệt của thiên nhiên tạm ổn nhiều tổ chức đoàn thể đã lên đường đi thiện nguyện san sẻ yêu thương dành cho những người dân bị đói bị cô lập nhiều ngày vì bão lũ thật không kềm được cảm xúc với hình ảnh người dân chạy ùa ra khóc nức nở khi thấy các đoàn cứu trợ trong bối cảnh này nguồn sống lương thực cứu đói họ chỉ còn biết trông cậy vào chính quyền và các mạnh thường quân những ổ bánh mì những chiếc bánh trưng, bánh tét nguội lạnh cũng là món ăn xa xỉ của người dân trong lúc bão lụt như hiện tại. Nhìn những giọt nước mắt chứa đầy sự biết ơn nhưng xen lẫn sự buồn tủi của người dân, các tổ chức thiện nguyện cũng khó kèm được cảm xúc. Thực sự người dân nơi đây đã quá khổ rồi. Khi được hỏi vì sao lại khóc khi nhận quà cứu trợ, người đàn bà nghẹn ngào chia sẻ, nhà nó ngập hết rồi, chúng em không được nhận, chỗ chúng em không có mạng, không có thông tin ra ngoài được, người ta liên lạc được thì người ta gọi thì người ta mới được cho chúng em mải cứu nhà cứu cửa không đi đâu được hôm nay mới biết để lên đây chúng em phát khóc thật đấy lấy tay quẹt dòng nước mắt đang lăn dài trên má người phụ nữ tiếp tục nói trong xúc động em cảm ơn các chị bây giờ xăng không có mà chạy khổ thế chứ giờ đi mua xăng đâu cũng không có để mà chạy xe để chở đồ gạo cũng không có để mà ăn khổ em tưởng có gạo hay có mì tôm thì cho bọn em chứ những cái này bọn em ăn chỉ có một bữa thôi nhà có mỗi hai ông bà con cái đi làm hết nghe những chia sẻ trong dòng nước mắt tủi thân của bà con những người đi cứu trợ như đứt từng khúc ruột thương không biết nói sao cho đặng nhưng sức người cũng có hạn nên cũng không biết làm gì hơn để giúp đỡ mọi người chỉ biết cầu mong an lành đến với mọi người mà mọi người cũng sẽ suy nghĩ tích cực để mạnh mẽ vượt qua những khó khăn hiện tại một trong những tính cách tuyệt vời của người dân việt nam chúng ta là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách bất kỳ nơi nào trên tổ quốc xảy ra thiên tai người dân trong và ngoài nước đều chung tay hỗ trợ nhìn hình ảnh từng đoàn người không ngại mưa gió ngồi thuyền đi vào từng nhà dân để tận tay trao gửi yêu thương thật vô cùng ấm lòng nhiều người không ngại bơi giữa dòng nước vào những ngõ nhỏ khó tiếp cận để tiếp tế từng phần quà cho người dân đang bị cô lập mỗi chuyến đi kéo dài hàng giờ qua những đoạn nước sâu họ cùng lực lượng công an và quân đội đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không để người dân nào thiếu đồ ăn nước uống họ không chỉ bỏ thời gian sức lực để tham gia vào cứu trợ người dân mà họ đã bỏ toàn bộ tình yêu thương đồng bào và lý tưởng cao cả vào đó những chiếc xe chở những chuyến hàng cứu hộ trong đêm mặc dù ngoài kia gió báo vẫn mạnh nước vẫn dâng lên Phương tiện và sức lực để đi vào hỗ trợ vô cùng khó khăn. Có thể trên đường đi hoặc khi đang thực hiện cứu trợ, họ sẽ gặp nguy hiểm, bị thương, không ngủ, không ăn và thậm chí hy sinh cả tính mạng. Nhưng họ vẫn đi, không sân si và nghĩ ngợi quá nhiều. Vì từng phút từng giây đều đáng quý, vì vậy nếu xét về tình thì tình yêu thương khơi dậy trong ta đáng quý và cần đặt lên trên cái lý của cuộc đời chúng ta hãy cho đi để đồng bào gặp nạn của chúng ta được động viên ít nhất là về vật chất về tinh thần có thêm niềm hy vọng mỗi sự yêu thương dù là nhỏ thôi hãy biến nó thành hành động và hãy nghĩ rằng chúng ta chỉ là hạt cát và vô danh trong biển người ủng hộ thì khi chúng ta còn được nằm trong đệm êm của cái phòng mát lạnh giữa mùa hè thì có người đang màn trời chiếu đất khi chúng ta bớt đi một vài chi tiêu có thể bớt được là để kịp thời cho cho người mất hết tài sản, người thân có được chút động lực để cuộc sống đời thường sớm trở lại. Cuộc sống không quá dài, cũng không quá ngắn. Chúng ta không chỉ sống cuộc đời riêng cho mình, mà mỗi chúng ta đều có nhiều mối quan hệ, trong đó làm gương cho các con, cho người xung quanh ta bằng hình ảnh tốt đẹp sẽ tạo nên những hạt giống nhân cách tốt. Dù túi quà cứu trợ đồng bào trong mùa bão lũ tuy nhỏ, giá trị không lớn, nhưng lại đúng lúc kịp thời, chính là nguồn động viên vô cùng lớn lao đối với người dân trong lúc này. Người dân cũng cảm nhận được tình cảm lớn lao này, nên ai cũng biết ơn và trân trọng vô cùng. Chẳng hạn như trong đợt bão lũ này, những người dân miền Trung, miền Nam vì tình yêu thương đồng bào đã nhín chút tiền bạc, thực phẩm của mình để trao cho những người khó khăn hơn với hy vọng bà con sớm vượt qua thời gian này. Người dân miền Bắc cũng thấu hiểu tình cảm này. Họ như được tiếp thêm sức lực trong cuộc sống phía trước. Bão rông rồi sẽ qua đi, chỉ có tình người ở lại. Người lăng nủ khóc nức nở nhận quan tài người thân. Người chết chôn rồi cũng bị lũ lật lên. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau thương mất mát của người dân miền bắc, đặc biệt là bà con làng nổ ngay lúc này. Số lượng quan tài nhiều hơn lương thực, nước mắt nhiều hơn nước mưa, tiếng khóc to hơn tiếng nước chảy. Cảnh tượng này quả thật đã xé lòng hàng triệu con người Việt Nam. Tiếng khóc vang vọng khắp làng nổ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người dân nơi đây khi nhận chiếc quan tài của người thân một nỗi đau xé lòng không thể diễn tả. Những điều gì đã khiến họ không chỉ khóc vì nỗi mất mát mà còn khóc vì phẫn uất. Người làng nổ hoặc cũng có thể không phải làng này mà là nỗi đau chung của những người còn sống hay đã khuất, đã bị lũ dày xéo. Họ không chỉ đau đớn vì mất người thân mà còn cay đắng vì cảnh người chết chôn rồi cũng bị lũ lật lên. Ai có thể ngờ rằng giữa những nỗi đau chiều liên, họ lại phải đối diện với cảnh tượng đầy ám ảnh này chiếc quan tài, tài nơi à. yên nghỉ cuối cùng bị dòng nước cuốn phăng lật tung tất cả phơi bày cái chết Bó là có người. trước mắt họ người dân làng nổ thất thần đi nhận lại người thân để mai táng giờ đây lực lượng cứu hộ tại thôn làng nổ huyện bảo yên tỉnh lào cai sau những ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, đến chiều tối qua đã xác định được 45 người tử vong, còn 50 người mất tích, 46 người đã an toàn. Hôm nay công tác cứu hộ cứu nạn tiếp tục diễn ra. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang đang tích cực tìm kiếm và cứu nạn trên diện rộng 6 km. Trong khi tốc độ tìm kiếm tăng nhanh, hàng chục nạn nhân đã được phát hiện chỉ trong một ngày. Nỗi đau và tang tóc bao trùm lên cả một làng quê vốn yên bình suốt nhiều thế hệ. Trước đây, dưới lớp bùn đất khổng lồ này là nơi sinh sống của 37 hộ dân với hơn 158 nhân khẩu. Chỉ trong vòng 2 phút, trận lũ quét và sạt lở đã biến cả ngôi làng thành đống đổ nát, vùi lấp hơn 100 nạn nhân khi họ còn chưa kịp tỉnh giấc. May mắn thay, vài chục người dân thôn làng nổ đã thoát nạn nhờ sống trên các sườn đồi cao lượng bùn đất khổng lồ nước chảy xiết và các khối bê tông gạch đá lớn không thể ngăn cản quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân của lực lượng cứu hộ trên bờ nhiều người thân của nạn nhân đang ngày đêm trông ngóng các lực lượng cứu hộ không ngừng lật từng gốc cây bụi cỏ và thậm chí lặn tìm dưới dòng nước lũ đục ngầu để đưa các nạn nhân về với người thân Chúng tôi chưa rõ video này được quay ở đâu, có lẽ từ nơi khác. Một cỗ quan tài trôi lặng lẽ giữa Bình cánh mà. rừng mênh mông và lũ cuốn ngang trời. Có lẽ đây không phải ở làng nụ. Nhưng hãy nhìn xem nỗi đau nào có thể diễn tả thành lời, không chỉ đau đớn vì mất người thân mà còn cay đắng vì cảnh người chết chôn rồi cũng bị lũ lật lên. Cái, cái cano kia, Ai có thể cái ngờ rằng giữa những nỗi đau chia ly, họ lại phải đối diện với cảnh tượng đầy ám ảnh này chiếc quan tài nơi yên nghỉ cuối cùng bị dòng nước lũ cuốn phăng là tung tất cả phơi bày cái chết một lần nữa trước mắt họ giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi đau của một gia đình một dòng họ mà còn là nỗi xót xa của cả một cộng đồng họ khóc cho sự vô tình của lũ lụt nhưng cũng là khóc cho sự bế tắc bất lực trước những thảm họa thiên nhiên mà có lẽ họ chưa bao giờ sẵn sàng để đối phó những con lũ không chỉ cuốn đi mạng sống tài sản mà còn cướp đi sự yên bình của những người đã khuất cảnh tượng ấy như một vết dao xoáy sâu vào trái tim những người còn sống một lần chôn cất một lần chia ly vốn đã là quá sức chịu đựng nhưng nay nỗi đau ấy như bị sát thêm muối buộc người dân phải đối diện với thực tế trần trụi thiên nhiên không buông tha ai không kể kẻ còn hay người mất nước lũ có thể là thiên tai như cảnh tượng trước quan tài bị lật tung, tất cả chúng ta đều nghe thấy tiếng khóc ấy. Có lẽ, điều duy nhất họ mong mỏi lúc này không phải là một lời an ủi vô thưởng vô phạt, mà là một hành động thiết thực để bảo vệ những người còn sống và cả những người đã khuất. Bởi lẽ, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục bước đi, nhưng người đã chết thì cần được yên nghỉ trong sự tôn trọng và an bình. Gia đình chị Hoàng Thị Nhuần, một trong những nạn nhân đã mất 5 người trong số 7 thành viên khi lũ quét sạt lở ập đến. Chỉ có chị Nhuần và một đứa cháu gái may mắn sống sót. Tốc độ tìm kiếm cứu nạn càng được đẩy nhanh thì số quan tài cũng lần lượt được chuyển đến. Ngay trong buổi chiều qua, 35 nạn nhân đã được chính quyền địa phương hỗ trợ các thủ tục mai táng ngay sau khi được tìm thấy. Lãnh đạo địa phương cho biết Lào Cai chưa bao giờ trải qua những ngày đau thương như thế này. Sáng nay, các cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện vào hiện trường, với quyết tâm tìm kiếm và cứu hộ hơn 60 nạn nhân còn đang mất tích trong thời gian nhanh nhất. Cơn mưa giả dích dai dẳng càng làm nặng nề thêm bầu không khí tại Lào Cai. Ngay lúc này, hình ảnh các chiến sĩ chở hàng chục quan tài man men theo đường và làng nụ khiến ai cũng cay xẻ sống mũi. Người dân làng nủ bây giờ như ngã quỵ, không còn sức để đứng vững thì làm sao có thể mai táng cho người thân. Họ chỉ còn biết dựa vào làng xóm và quân nhân. Thường cho những mảnh đời bất hạnh, các chiến sĩ không ai nói với ai lời nào, lặng lẽ hỗ trợ bà con hết sức có thể. Các đồng chí hy vọng rằng sẽ góp phần xoa dịu đi phần nào nỗi đau và sự mất mát lớn này trong lòng người dân làng nổ. Trong cái ẩm ướt của đất trời và không khí ảm đạm tang thương, người dân còn sống sót kéo nhau đến nhận người thân về mai táng với gương mặt thất thần, vô định. Đã nhiều ngày trôi qua, từ trận lũ quét kinh hoàng ập xuống, họ đã khóc nhiều rồi, đau đớn nhiều rồi, đến nỗi bây giờ người dân chỉ đi trong vô thức, không còn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của bà con làng nụ lúc bây giờ. Hàng chục chiếc quan tài chất sẵn chỉ chờ tìm được người là sẽ tiến hành công tác bàn giao cho người nhà. Nhìn cảnh này ai nấy đều không khỏi dùng mình. Có lẽ nằm mơ, bà con cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể trải qua những ngày tháng đau đớn tuyệt vọng thế này. Và có nằm mơ họ cũng chưa từng nghĩ cả làng phải làm đám tang tập thể trong hoàn cảnh như thế này. Chị Đặng Phương Linh, 34 tuổi, khóc ngất khi nhận tin đã tìm thấy hai người con. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến gia đình chị không kịp trở tay thiên tai ập đến khi mẹ già và hai con nhỏ của chị còn đang say giấc ngủ. Bà Long Thị Hiến Bà Long Thị Hến khóc thương khi chưa tìm thấy con gái. Bà Hoàng Thị Sợi vẫn chưa hết bàng hoàng khi trận lũ quét đã vùi lấp con dâu và ba cháu nội của mình. Theo bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, toàn tỉnh hiện có 6 huyện, thị xã, có người chết, số người chết là 88, mất tích 85, bị thương 75, thiệt hại khoảng 2.800 hecta đất lúa, 7.500 hộ bị ảnh hưởng, hơn một nửa ảnh hưởng nặng, tổng thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng. Riêng Bảo Yên thiệt hại khoảng gần 400 tỷ đồng. Những người còn sống ở làng nụ đang ở đâu? Tôi may mắn chết làng vì còn vợ còn con mới may mắn gặp được con nữa. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hiện đang có 20 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện do thảm họa thiên tai. Trong đó có nhiều bệnh nhân ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Trong một phòng điều trị ở khoa ngoại chấn thương, tiếng bé gái Hà Khánh Nhân khóc thét vì đau đớn và hoảng loạn sau cuộc vật lộn trong dòng nước xiết. Gương mặt bé và khắp cơ thể bị xước sát, mắt sưng húp, đầu băng kín ở giường bên cạnh mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Kim sinh năm 1997 cũng đang vật vã đau đớn. Anh Hà Xuân Giang sinh năm 1992, bố của bé Nhân bàng hoàng kể lại giây phút đối mặt với thủy thần. Khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9, cả nhà tôi đang ngủ. Tôi nghe thấy tiếng ù ù từ xa vọng lại liền ra bờ suối xem thế nào. Chuyện có lũ ở suối không phải là chuyện lạ ở bản. Tôi cũng đã quen, nhưng lần này tiếng ù ù mỗi lúc một to, chỉ phút chốc đã thấy nước dồn về tung bọt trắng xóa tôi không kịp về nhà nữa cứ thế chạy về phía trước lúc đó tôi đang ở bên kia dòng lũ nhìn về phía nhà mình thấy tất cả sụp đổ mất dấu ngôi nhà của chúng tôi nghĩ đến vợ con còn ngủ trong nhà tôi nghĩ vợ con mất hết rồi không còn ai nữa cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực anh giang leo lên đồi nhìn xuống cả làng hơn hai mươi hộ bị san phẳng bởi nước không còn cách nào khác, anh vừa ra chạm xá, khi thấy vợ con, tôi thấy cuộc sống của tôi vẫn còn ánh sáng, tôi may mắn nhất làng vì còn vợ, còn con. Anh Giang bật khóc, chị Kim cũng nghẹn ngào, cách nhau một dòng lũ, tôi nghĩ là chồng tôi đã chết, còn chồng tôi nghĩ mẹ con tôi không còn. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Theo điều dưỡng Vũ Hồng Giang, điều dưỡng trưởng khoa ngoại chấn thương thì bệnh nhân Kim bị gãy hở xương cánh tay. Chiều 12 tháng 9 mổ cấp cứu để làm sạch vết thương vì các vết thương gây hở ngâm trong bùn đất trong thời gian dài nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Bé nhân bị chảy xước, nhiều chỗ rách da, đặc biệt là tinh thần hoảng hốt nên khóc suốt. Tôi làm gì còn nhà mà ở nữa, tôi sống với ai bây giờ? Thường tâm nhất là trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Thinh, sinh năm 1988, khi mất tất cả 7 người thân sau cơn lũ quét, bố mẹ vợ và hai con cùng hai người em trai của anh Thinh đã ra đi mãi mãi. Chỉ còn lại anh Thinh đang nằm điều trị tại bệnh viện. Một người em trai của anh Thinh hiện nay chưa tìm thấy. Anh Hoàng Văn Đội là anh rể xuống bệnh viện chăm sóc em. Anh Đội kể rằng sáng mùng 10 tháng 9, nghe tin lũ quét sạt lở nặng quá. Từ bản khác, anh liền chạy qua nhà bố mẹ vợ nhưng thấy không còn một ai mà bùn rủn chân tay. Nhà bố mẹ vợ anh ở đầu bản, nước lũ sọc vào đầu tiên. Lúc đó tất cả mọi người đều ở trong nhà. Khi nước ập xuống đã nhấn chìm tất cả. Mãi sau anh mới nghe tin người em vợ là Thinh còn sống sót nhưng bị nhiều vết thương phần mềm. Anh đội đã cùng với người dân khiêng em mình đi bộ 25 km trong bản ra đến trung tâm thị trấn để cấp cứu sau đó được chuyển ra bệnh viện đa khoa tỉnh. Anh Thinh sức yếu, dập nát hết người, không cử động nổi. Hai hàng nước mắt chảy dài. Anh thều thảo, tôi làm gì còn nhà mà ở nữa? Tôi sống với ai nữa bây giờ? Câu nói vô vọng ấy, ai nghe cũng xót xa. Hoàn cảnh của anh Thinh cũng chẳng khác gì trường hợp của cậu bé Hoàng Gia Bảo. Khi hai anh em của Bảo chẳng còn mẹ cha, chúng tôi đến thăm em Bảo tại phòng hậu phẫu khi Bảo vừa trải qua đợt phẫu thuật phần mềm trên đầu, ngày mai em lại tiếp tục phải mổ chân. Chị Hoàng Thị Đàn là bác của Bảo nói trong nước mắt, bố mẹ của Bảo là Hoàng Văn Tuân sinh năm 1987, là em trai của tôi, mẹ của Bảo là Hoàng Thị Quyến, sinh năm 1990, hai em tôi đã bị dòng lũ nhấn chìm, nay mới tìm thấy em trai còn em dâu chưa thấy. May mắn anh trai của bé Bảo đi học không ở nhà nên thoát chết bảo cũng được người làng cứu kịp thời bố mẹ mất rồi không biết hai anh em sống ra sao có mặt tại khoa hồi sức tích cực chúng tôi thấy các bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực trao đổi với các phóng viên báo công an nhân dân bác sĩ hoàng văn châu phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cho biết qua có 6 trường hợp liên quan đến thảm họa thiên tai, trong đó có 2 trường hợp nặng nhất đã chuyển đi Bệnh viện Bạch Mai đêm qua. Còn lại có 3 trường hợp ở huyện Simacai và 1 trường hợp ở thị xã Sapa đang điều trị tại đây. Tình trạng bệnh nhân hiện tại các chỉ số tạm ổn định, quá trình điều trị còn nan giải và lâu dài. Theo bác sĩ Hoàng Văn Châu, trong số 4 bệnh nhân thì có hai anh em họ là Cư Anh Nguyên và Cư Thị Tuyết Nguyệt ở huyện Simacai nhập viện trong tình trạng nặng cháu cư anh Nguyên bị bất tỉnh, đặt ống nội quản, thở máy, đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vỡ thận sẽ phải điều trị lâu dài. Cháu cư thị tuyết nguyệt bị đa chấn thương do lũ cuốn va đập ở nhiều nơi, vỡ xương chậu, xương cột sống, tràn khí mang phổi, các vết thương ngoài da có nguy cơ nhiễm trùng do vết thương bẩn do bùn đất. Bác sĩ Châu chia sẻ, tất cả các trường hợp bệnh nhân do thiên tai thảm họa đã và đang được các bác sĩ quan tâm đặc biệt và tập trung cứu chữa tốt nhất trong mấy ngày qua nhiều y bác sĩ của bệnh viện đa khoa lào cai đã được phân công xuống các huyện để trực cấp cứu đưa đón bệnh nhân trong đêm lên bệnh viện tỉnh để hội trần và điều trị tích cực quan tài trôi trên mặt nước lũ mấy đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip khiến ai nấy đều phải dùng mình theo đó lũ ở miền bắc bắt đầu rút đội cứu trợ đi được vào vùng ngập sâu thì vô tình thấy một khối gỗ cứ nghĩ là một chiếc tủ quần áo bị cuốn trôi theo lũ. Thế nhưng khi lại gần, những người đàn ông mới bàng hoàng nhận ra đây là một quan tài đã sơn đỏ và đóng đinh, tức là bên trong có người chết. Không một chút do dự, họ quyết định vớt chiếc quan tài lên mang về bờ rồi tìm cách xử lý. Bởi lương tâm của một người dân Việt Nam, họ không cho phép bản thân bỏ rơi đồng bào như vậy. Trong đoạn clip, một người đàn ông suy đoán, có lẽ chiếc quan tài này đã được chôn trên núi nhưng vì bão lũ và sạt lở nên bị cuốn trôi theo dòng nước. Ngay khi xuất hiện đoạn clip này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đau thương càng thêm đau thương. Siêu bão Yagi và những hệ lụy theo sau đang đè nặng lên vai những con người tại phía Bắc Việt Nam. Người sống đã khổ sở đủ đường, đến người đã khuất cũng không được yên nghỉ. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Chắc là trôn rồi bị sạt lở đất xuống, sau đó là lũ cuốn trôi xuống sông thôi. Khổ chết cũng không nhắm mắt được yên xem có gia đình nào là thân nhân của họ để nhận lại đưa về mai táng không còn không lại phải nhờ đến các cấp chính quyền địa phương trục vớt và mai táng dùm thôi giúp nhau trong lúc hoạn nạn bão yagi gây ra là tình thương mến thương của người dân việt nam chúng ta xin cảm ơn mọi người giúp đỡ lẫn nhau lá lành đùm lá rách nhé cầu nguyện linh hồn trong quan tài trôi đã được các chiến sĩ vớt lên linh hồn phù hộ cho mọi người nhé, cầu cho đất nước Việt Nam chúng ta luôn đùm bọc, yêu thương, đong đầy hạnh phúc nhé, linh hồn ơi, thương xót quá, xót xa, đau lòng quá. Cảm ơn các anh đã có tâm cứu giúp, người chết rồi vẫn còn khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Những ngày qua, khúc ruột miền Bắc đang gồng mình hứng chịu cơn bão Yagi cực mạnh càn quét. Bên cạnh khung cảnh hoang tàn, hỗn loạn sau cơn bão lũ những khoảnh khắc đẹp đẽ đồng bào chung tay giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khiến ai xem cũng phải xúc động nghẹn ngào hy vọng bão lũ tang thương sẽ sớm qua đi để người dân có thể ổn định cuộc sống chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau này với đồng bào nguyện cầu cho tất cả được an lành